Xin kính chào các bạn. Chào mừng các bạn trở lại với kênh VN24 giờ. Nội dung hôm nay, Mỹ xem xét hủy bán máy bay F-35 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Trang tin Interfax cho biết, dự thảo luật về ngân sách quân sự của Thượng viện Mỹ năm 2020 xuất hiện đề xuất từ chối bán máy bay chiến đấu F-35 thế hệ 5 cho Thổ Nhĩ Kỳ. Đồng thời, những hạn chế như vậy cũng sẽ được áp dụng đối với các máy bay ném bom chiến đấu mới nhất của Mỹ nếu Ankara mua các hệ thống phòng không S-400 từ Nga. Vào ngày 23 tháng 5, một thông báo đã được đăng trên trang web của Ủy ban Thượng viện Mỹ rằng dự thảo luật được đệ trình giúp bảo vệ Mỹ khỏi những nỗ lực của Nga nhằm gây ảnh hưởng đến tiềm năng của máy bay chiến đấu F-35. Theo đó, việc bán máy bay và các thiết bị liên quan cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ bị cấm, trừ khi Thổ Nhĩ Kỳ cam kết không nhận các hệ thống phòng không S-400 từ Nga. Dự thảo luật cho biết, việc giao hàng cho Thổ Nhĩ Kỳ sẽ được thực hiện nếu người đứng đầu Lầu Năm Góc và Ngoại trưởng Mỹ xác nhận rằng Ankara quyết định không mua S-400 của Nga và đồng thời không có ý định làm như vậy trong tương lai. Dự luật cũng đề xuất loại trừ Thổ Nhĩ Kỳ khỏi các quốc gia tham gia chương trình F-35 của Mỹ. Thượng viện Mỹ cho rằng điều này nên được thực hiện nếu Ankara mua S-400. 25 thành viên của Ủy ban Thượng viện Mỹ đã được bầu chọn để xem xét dự thảo luật về ngân sách quân sự này. Đừng quên để lại ý kiến của bạn bên dưới movie. Nhớ like và search để ủng hộ kênh. Chào tạm biệt, hẹn gặp lại các bạn trong movie kế tiếp.